Đi rừng đi dương à? Ván sau đấy nha bạn ơi, ván sau. Tại ván này tôi phải test con Camille support danh hàn đã. Camille hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người chơi con Camille nha mọi người. Con Camille đi SB rất mạnh, rất mạnh, vô cùng mạnh. Mọi người mới vào cho tôi một like nha. Tôi sẽ build cái kênh phụ này thành một streamer liên minh nha mọi người ơi. Chắc là tôi đánh hai like xong tôi giật trên TikTok phát là nhiều view. Kẻo bot này hơi khó đấy mọi người, kẻo bot này hơi khó. Nếu mà bot nó biết chơi thì khả năng là hơi khó cho tôi. Nhưng mà nếu nó đánh kém một tí là tôi đá mõm ngay. Để tôi phân tích cho. Linh hoạt như này mà team nó thứ nhất là không có gái thì chắc chắn bên đấy không có sở mớp. Là năm cái thằng này là năm thằng vừa đi làm về, hoặc là năm thằng đang ngồi cắm nét thôi. Thì rất là dễ. Chỉ cần team nó không có gái thôi nhá, là mẹ mày nó sẽ không có sở mớp. Cứ có gái vào kiểu đéo cũng có sở mớp bên trong luôn. Rồi có một vài thằng ao danh. Ủa ơi, ngon. Ta đầu game kìa. Ủa ơi. Rồi, thế thôi em ơi. Thắng luôn mà, thì mẹ con anh đầu game khỏe cực đéo hiểu. Thầy SB nó đâu nhỉ? Ta giúp đỡ. Tôi tốc biến. Nó mất cả tốc biến hồi máu em ơi. Anh bảo mà, năm thằng này là 5 thằng cắm nét. Ngu lắm. Easy kill này em ơi. Hải đấy con ạ. Hải đấy con ạ. Hải đấy. Dễ không? Thấy dễ không? Mẹ. À, con mẹ nhà nó nữa. Đánh chết con mẹ nó anh. Em ngu. Lượng đam Việt. Rai chả ăn được con rắc rồi. Cho biết lượng đam Việt luôn. Đây này đẹp này em ơi, xuống rồi. Tướng con này vào cây vậy. Đang nào để counter nó. Biết đi em. Lên nói phi kêu này em. Nó chạy rồi. Tao có thể kìa. Thể nó đấy. Nhanh em ơi. Con mẹ em kinh vãi. Trình anh này phải ngang dê rốt không không được đâu bạn ơi mẹ. Tại cái danh này nó danh thấp nên đánh nó dễ thôi. Ui. Mẹ bác còn đéo solo được. Con đòi solo nó. Mẹ bác khỏe khoắn thật. Tướng bác. Tướng bác khỏe khoắn quá. Khỏe khoắn thế nhở. Dừng nó sẽ ở đây nó quy em này. Chết nha. What the fuck? Đàm. Là game sau anh thị phạm con Kha'Zix đi rồi. Mẹ cảm giác con Kha'Zix nó đéo carry được nữa rồi mọi người. Đéo hiểu. Đi ra. Chạy đâu ra làng ơi. Support hai bên lại bắt hai có gì à? Đâu ra làng ơi. Phải về đi đuổi đấy. Lỡ mất. Nào, có ra làng ơi. Thằng đấy vẫn đéo đá. 18 rồi. Dính này. Rồi. Anh á. Tôi cũng nghe nó nhưng mà bắt mất tí mới rồi. Đấy cảm giác không đáng thật nhỉ. Đủ nó cũng tí rồi. Chết đúng con luôn này. Cảm giác đúng quá. Con e chúng nó là nó đi. Nó mất quy này. Đồng thế. Con ơi. Cứ bác đi con. Giúp kiểu gì được tướng bác thì muốn bác giúp kiểu gì. Nó đau kìa con. Giết nó đi. Thế thôi. Thôi. Phá trụ nhanh. Đây ra. Đá mẹ một người thằng ấy rồi. Người bác đang vâm lắm. Sảng khoái. Tao lại sảng khoái. Nói đi nó lại câu đấy vậy. Sảng khoái thì thằng khoái anh. Sảng khoái. Ulti lên. Ơ cái đít. Ulti lên. Làm đéo rồi em ơi.
né này, tao né này, né này. Dính đi, dính đi. Ok. Rác, muốn con đam. Còn mẹ mày, ui. Mày bận vô cùng. Ui. Đam thế, trai trẻ. Ui. Mẹ lượng đam của bác. Nhanh thế. Thôi, gờ gờ đi. Gì gì. Ê mẹ. Tướng bác hay thật. Đầu hàng này. Thế đi. Thế. Phải thế thôi chứ, phải đầu hàng thôi chứ. Khỏe khoắn thế đi.